Dạ vâng, em ơi ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, em tiếp tục lấy về một mẫu xe, một siêu phẩm cực đẹp luôn các bác nhá. Đó là mẫu Daihatsu Yancha sản xuất năm 2008, được phủ màu sơn trắng ngọc trinh, nhìn rất là đẹp luôn các bác, cực kỳ đẹp luôn. Vậy sau đây mời các bác cùng em xem tổng thể chiếc xe này. Dạ vâng, em là Minh ô tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên thường xuyên cập nhật về nhá. Các bác thấy hay hãy chia sẻ giúp em cho mọi người cùng xem. Đó, đây các bác trước mắt ta nhìn vào cái chống nắng này các bác nhá, cách nhiệt này. Chủ xe chơi cái loại này cực kỳ đắt tiền các bác nhá. Đây các bác nhìn, nó rất là phản quang, rất là đẹp. Đây, các bác nhìn đây, đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp luôn. Thứ hai là về mưa. Về mưa họ chơi bằng lốc hết luôn. Chủ xe toàn chơi bằng lốc luôn. Đó, lốc đây. Cực kỳ trắng luôn. Chủ xe phải nói rất là yêu màu trắng. Đây, cái phần ốp đèn này đây, áo ốp phần gương chiếu hậu đây cũng là bằng lốc hết. Chủ xe chơi toàn bằng lốc luôn. Rất là đẹp. Một con xe phải nói là trắng ngọc trinh, rất là đẹp luôn. Được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết các bác nhá. Tất cả đây phần mạn chrome này các bác nhìn đây. Phần mạn chrome này và đằng sau này cũng là mạn đèn điếc sáng sủa này, cũng mạn chrome ốp hết này. Chủ xe phải nói là rất yêu màu trắng. Đây các bác nhá. Đây. Sau này cũng thế đây. Đằng sau này cũng mạn chrome này các bác nhìn này. Cũng đèn điếc sáng sủa này và mạn chrome cực kỳ sáng luôn này. Phải nói một con xe rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, tay nhìn từ bên sau chiếc xe. Daihatsu Yancha sản xuất năm 2008 các bác nhá. 2008. Được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết. Một cái mẫu xe form các bác nhìn phải nói là rất là chất luôn, đại chất. Một con xe tư nhân chính chủ rất là đẹp các bác nhá. Dạ vâng, đây là mẫu Daihatsu Yancha, một chiếc xe bản 1.5 đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít xăng trên 100 cây cả đều hòa, phụ tùng rẻ dễ thay. Tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá, lành xe. Phải nói là một cái mẫu xe được rất nhiều người ưa thích. Tại sao bản thân của nó là lành xe này, tiết kiệm nhiên liệu này, form dáng đẹp này, mà giá cả rất là bình dân thôi. Thì con xe này bên em bán mức giá là chỉ có 156 triệu thôi các bác nhá. 156 triệu, các bác có ngay mẫu xe sedan hai đầu rồi. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc rồi. Đó, rất là chất luôn. Rất đẹp luôn nhá. Đây, các bác xem phần nội thất này. Nội thất rất là đẹp này. Phần táp lô này. Một cái mẫu xe nói chung là đẹp toàn diện luôn các ạ. Đẹp toàn diện luôn các nhá. Rất là đẹp luôn. Nội thất này rất là ok này, táp ly này. Khá là chất các ạ. Trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết các nhá. Cái mẫu xe này là mẫu xe rất là phổ thông. Đây, chủ xe rất cẩn thận đấy các bác nhìn này. Có cả cái tem gì đây, phiếu nhắc thay dầu động cơ đấy, có cả phiếu luôn đấy để nhắc nhở mình thay dầu đấy, rất là cẩn thận. Chủ xe treo luôn đấy để lúc nào cũng nhớ là đến định kỳ là thay dầu thôi. Đây là thay dầu đúng đúng ngày đúng cây số là nó rất là tốt cho xe, khá là tốt các nhá. Đây, đằng sau này để nguyên bản trong xe này đó, sau nhá các nhá, để nhá hai cái loa. Đây, trần 5D nhá, chủ xe chơi hẳn trần 5D luôn các nhá, trần VIP luôn. Bên trong một lớp đỉ rồi, ông lại chơi thêm một cái lớp 5D bên ngoài nữa. Đó, cho nó chất các bạn. Đó, chịu chơi. Rất đẹp đúng không ạ? Trần 5D các bạn nhìn đẹp không ạ? Nhìn nó từng muối muối một này, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, hai lớp luôn đúng chứ. Trong một lớp đỉ rồi, ngoài ông chơi hẳn một lớp 5D nữa. Đó, rất là chất luôn. Cái phần tắp ly cửa bên kia, phải nói là một cái mẫu xe khá là nhiều người yêu thích các nhá. Rồi, ok, cho bác xem phần cốp để đồ sau. Cốp để đồ sau của con xe này thì từ phần mạng chrome này, nó đầy đủ hết. Đây các xem khá là rộng rãi và sạch sẽ này, chủ xe cực kỳ sạch sẽ các nhá, rất là sạch sẽ luôn các ạ. Xung quanh lỉ nguyên bản này, lỉ nguyên bản các nhá, để nguyên bản trong xe này, đó nguyên bản luôn. Đây khoang để đồ cực kỳ rộng rãi và sạch sẽ này, đó bên dưới này đây, chủ xe đã hoàn toàn dán chống ồn rồi, rất là đẹp các bác nhá. Dán chống ồn rồi rất là tốt cho xe, đảm bảo chiếc xe nó được chống ồn rất là tốt, nó khá là ok. Lốp dự phòng đầy đủ bác nhá, lốp dự phòng đầy đủ hết. Rồi, ok, sau đây em sẽ cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy con này ngon, màn hình cam lùi nét căng đấy. Em xin lại, đây là mẫu xe Daihatsu Yancha sản xuất năm 2008 các nhá. Bên em bán mức giá là 156 triệu các bạn. 156 triệu cho mẫu Daihatsu Yancha đến từ thương hiệu của Hàn Quốc này. Đầu DVD âm thanh cực hay luôn.
Đây em vào cam lùi nhá. Đầu đi đi đây. Cam lùi cực nét luôn. Đó, các nhìn cam lùi chưa? Con này cam lùi cực nét luôn. Đó. Âm thanh hay. Rồi, mời bác xem phần con máy động cơ đã. Máy của nó thì khỏi bàn các nhá. Đấy, em tắt nhạc đi đã. Âm thanh hay nhau nhá. Rồi, em tắt nhạc đi. Để cho xem phần khoang máy động cơ ở trước xe. Máy nổ rất chất luôn các nhá. Riêng máy con này các bác mua về sử dụng là ok rồi. Tại sao là máy nó chất, máy nó khô đen đét luôn các bác. Máy của nó thì các bác không có quyền chê. Riêng máy con này các nhá. Đảm bảo cam kết cho các bác là con này máy đại chất luôn nhá. Máy đi cực sướng luôn. Đấy các bác xem. Máy này khô đen đét luôn. Tất cả là còn nguyên bản, chưa vệ sinh rửa ráy gì. Đó, rất là bẩn luôn nhưng mà máy nó đẹp. Máy chất. Máy quá chất luôn các nhá. Để mà mua về sử dụng gia đình là các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Không phải làm bất cứ một cái gì nữa các nhá. Đó, cái mẫu xe nói chung là nó đều xe. Đó, tất cả là đẹp. Vâng, đó là tổng thành những xe Daihatsu Gencha sản xuất năm 2008 không nhá. Vừa nữa mình ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.